liên tục bị hỏi bao giờ lấy chồng. Cô gái 28 tuổi phải nhập viện tâm thần. Em mượn con. Liên tục bị hỏi hỏi đến bao giờ lấy chồng. Xin lỗi, đợi xíu nha. Liên tục bị hỏi hỏi đến bao giờ lấy chồng. Bệnh vì tâm thần có dám chứ em không? Dám chứ em không? Bệnh vì